Trung Quốc lo lắng khi truyền thông Nga nói rằng Việt Nam đã thâu tóm ông lớn ngành công nghệ đầu tư hàng tỷ đô cho Việt Nam. Các bạn ạ, xưa giờ thì Trung Quốc luôn tự mãn, hoành hoang khắp nơi khi luôn xưng bá hô tên là công xưởng của thế giới, luôn làm giá khi nghĩ rằng chỉ có Trung Quốc mới đem đến thị trường nhân công tốt nhất cho các công ty lớn nhỏ khắp hành tinh. Thế nhưng, đi đêm thì có ngày gặp ma, đất nước tỷ dân hiện đang lâm vào tình trạng hỗn loạn như ong vỡ tổ. Các công ty nước ngoài như là Samsung hay là Apple hiện không còn mặn mà gì với Trung Quốc nữa. Họ đang tìm cách khăn gói tháo chạy khỏi Trung Quốc và hy vọng đến được những miền đất hứa màu mỡ hơn. Ngạc nhiên hơn nữa, địa danh mà các ông lớn chọn mặt gửi vàng chính là Việt Nam chúng ta. Trung Quốc đã làm gì khiến các công ty nước ngoài xa lánh đến thế? Vì sao họ lại nhòm ngó Việt Nam? Cùng với mình tìm kiếm thực hư phía sau cuộc tháo chạy khỏi thị trường tỷ dân của các doanh nghiệp lớn trong video ngày hôm nay nhé. Thời gian gần đây thì Việt Nam thu hút được nhiều sự chú ý của truyền thông quốc tế khi xuất hiện thông tin về việc Apple dục dịch chuẩn bị lần đầu tiên sản xuất Apple Watch và MacBook tại đây. Mạng xã hội lớn của Trung Quốc Weibo cũng từng bùng nổ tranh cãi ngay sau đó. Nhiều người Trung Quốc từng giữ định kiến cho rằng Việt Nam thực tế không đủ năng lực để làm những sản phẩm chất lượng cao của Apple. Thời gian trở lại đây, sau khi có nhiều nguồn tin quốc tế cho biết các nhà máy tại Việt Nam hoàn toàn có thể sẽ đảm bảo việc lắp ráp iPhone, Android, MacBook, iPad. Giới học giả và cộng đồng mạng Trung Quốc tỏ ra không hài lòng. Người Trung Quốc đã quá quen với việc thế giới coi họ là công xưởng số một toàn cầu. Do đó, xu hướng chuyển dịch sản xuất ra khỏi Trung Quốc để tới Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia hay là các quốc gia khác trong khu vực là vô cùng khó chấp nhận. Samsung rời đi, Apple cũng rời đi. Nhiều người Trung Quốc lo sợ đây là hiệu ứng dây chuyền chứ không đơn giản chỉ là xu hướng tạm thời nhằm ứng phó với tình thế. Nhiều cuộc thảo luận trên Weibo cho rằng đã đến lúc Trung Quốc phải nghiêm túc nhìn nhận việc dịch chuyển này là nguy cơ với toàn xã hội, chứ không riêng gì là trong lĩnh vực công nghệ, khi nguy cơ giảm việc làm, thất nghiệp có thể tăng lên. Việc Việt Nam được chọn để sản xuất Apple Watch hay là MacBook được đánh giá là thắng lợi mới của Việt Nam trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI công nghệ cao của đất nước ta. Thế là từ nay, anh em Việt Nam hoàn toàn có thể sở hữu trên tay những con MacBook, iPhone đời mới sớm nhất mà chẳng cần chờ đợi như trước nữa. Thông tin này đã gây sang chấn tâm lý cho không ít người dân Trung Quốc, bởi xưa nay chưa bao giờ họ nghĩ đến việc bị Việt Nam qua mặt một cách đau đớn đến như thế này. Khắp các trang mạng xã hội xứ Trung, nhiều người lan truyền thông tin về các doanh nghiệp lớn bỏ xứ mà đi. Dân tình lại nhanh nhào vào bàn tán hết sức náo nhiệt. Mình xin đọc một số bình luận của cư dân mạng xứ Trung như sau. Nếu so sánh ba nước Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ thì tôi đoán là Mỹ và Nhật sẽ chọn Việt Nam để mở công ty. Việt Nam là phiên bản tí hon hoàn hảo của Trung Quốc chúng ta. Chỉ vì một phút xa cơ của Trung Quốc mà các ông lớn đã bỏ đi. Thiếu kiên trì như vậy thì làm sao làm việc lớn được, sang Việt Nam chỉ phí công thôi. Việt Nam liệu có đủ nhân lực, nguyên liệu? Xưởng Việt Nam có lớn bằng xưởng Trung Quốc không? Việt Nam đừng ngủ mơ giữa ban ngày nữa. Tôi nghĩ chắc đây là chiêu trò của các công ty lớn này thôi. Chỉ đọc qua một vài trong hàng tá những bình luận của cộng đồng mạng Trung Quốc cũng đủ để ta hiểu về sự thiển cận trong suy nghĩ của một số thành phần. Một số người biết nhìn nhận sai lầm, tiếc nuối khôn cùng cho nước nhà. Một số khác lại bay vào đá xoáy và cà khịa Việt Nam không thương tiếc. Theo mình, chẳng phải ngẫu nhiên mà Trung Quốc chịu cảnh màn trời chiếu đất như thế này. Chỉ là họ đang không muốn đối diện với sự thật và càng không muốn nhường chiếc ghế công xưởng số 1 thế giới cho bất kỳ quốc gia nào khác. Thật nực cười, bởi giới học giả và cộng đồng mạng Trung Quốc thậm chí còn tự trấn an rằng đừng lo sợ. Họ cho rằng làn sóng này chỉ tạm thời và quốc gia hơn 1,4 tỷ dân vẫn còn nhiều cơ hội khác để lật ngược thế cờ, khẳng định lại vị trí công xưởng sản xuất hàng đầu thế giới của mình. Bất chấp xung đột thương mại vẫn đang rối như tơ tại Trung Quốc, lời nói gió bay, nhưng sự thật thì chỉ có một. Các ông lớn bây giờ đã chẳng còn mặn nồng gì với Trung Quốc nữa rồi. Như Sputnik đưa tin, Nikkei Asia, một tờ báo của Nhật Bản cho biết, các nhà cung cấp của Apple như là Luxshare, Precision Industry và Foxconn đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm Apple Watch ở miền Bắc Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên các thiết bị này được sản xuất bên ngoài Trung Quốc. Đây là minh chứng cho thắng lợi mới của Việt Nam khi ông lớn công nghệ hàng đầu thế giới đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng, sản xuất. Những thông tin này được đưa ra cùng thời điểm Foxconn vừa quyết định đầu tư thêm 300 triệu đô la Mỹ và thuê hơn 50 hectare đất để xây nhà máy mới ở Bắc Giang. Nhiều công ty trong chuỗi cung ứng của Apple đã chuyển một phần sản xuất sang Việt Nam nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng sản xuất và tránh phụ thuộc vào một thị trường nhất định. Để lý giải cho cuộc tháo chạy lịch sử khỏi Trung Quốc của các ông lớn, đầu tiên thì hãy cùng mình chẩn đoán tình hình đối đầu, hợp tác của Trung Quốc với thế giới.
và ta phải khẳng định rằng đã có những nút thắt chưa được tháo gỡ khiến Trung Quốc không còn hấp dẫn như xưa. Trên các diễn đàn kinh tế quốc tế, mình đã có quá trình thu thập thông tin và bắt gặp những dòng bình luận phân tích sâu sát của người bạn ngoại quốc. Tôi từng làm việc ở cả Trung Quốc và Việt Nam. Nói thật là tôi thấy ở Việt Nam hạnh phúc và thoải mái hơn nhiều. Việt Nam có thừa đất diễn cho các công ty công nghệ, họ đã chọn đúng. Trung Quốc phát triển quá mạnh rồi, lương nhân công cũng cao lên, nhiều ngành nghề nó đã làm chủ nên nhiều doanh nghiệp khó mà cạnh tranh được với thị trường nội địa. Trung Quốc là nước lớn nhưng hay cưỡng ép về kinh tế với mọi đối thủ nên là nhiều nước sẽ rời khỏi Trung Quốc. Không chỉ tôi, chẳng ai muốn chơi với bạn xấu cả. Vậy chúng ta thấy gì qua xu hướng Apple, Samsung? Các ông lớn công nghệ hàng đầu thế giới liên tục đổ về Việt Nam. Chuỗi cung ứng của Apple thực ra đã chuyển sang Việt Nam từ cách đây 2 năm. Nhưng ban đầu, các nhà cung ứng chỉ sản xuất, lắp ráp các sản phẩm có giá trị gia tăng và mức độ phức tạp chưa cao như là tai nghe AirPods. Tuy nhiên, sau khi Apple và các nhà cung ứng chuyển quy trình lắp ráp MacBook và Smartwatch Apple Watch sang Việt Nam sẽ có thêm các đơn hàng mới chưa từng có trước đây. Hiện nhiều hãng công nghệ lớn như là Samsung đã đặt cứ điểm sản xuất ở Việt Nam. Tổng giám đốc tập đoàn Samsung tuyên bố sẽ đầu tư 3,3 tỷ đô la Mỹ vào Việt Nam trong thời gian tới. Ông lớn Hàn Quốc đang chuẩn bị để sản xuất thử các sản phẩm lưới bóng chip bán dẫn và sẽ sản xuất đại trà tại nhà máy ở Thái Nguyên. Đặc biệt, Việt Nam còn hấp dẫn các nhà đầu tư FDI bởi sự ổn định chính trị, các chính sách phát triển kinh tế cũng như việc kiểm soát dịch bệnh tốt và linh hoạt. Ngoài lĩnh vực điện tử, nhiều tập đoàn lớn ở các lĩnh vực khác cũng đang có ý định xây dựng chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Khắp các trang mạng xã hội, người dân Việt Nam cũng không giấu được niềm vui và hy vọng tràn đầy về sự kiện những công ty lớn của nước ngoài đang có một cuộc đổ bộ chưa từng có lên đất Việt Nam. Các bạn ấy đã để lại những đánh giá như thế này. Một cơ hội nghìn năm có một cho Việt Nam, giờ chỉ đến lượt nhà nước ta sẽ có kế sách gì để đón nhận những luồng dịch chuyển này thôi. Thật sự đây là một cơ hội để nền kinh tế Việt Nam phát triển vượt bậc. Vậy là dân Việt Nam đã có công ăn việc làm, tình trạng thất nghiệp sẽ giảm xuống đáng kể, mừng quá! Đúng như vậy, một trong những nguyên nhân khiến các tập đoàn đa quốc gia rời bỏ Trung Quốc là những bất ổn sụt giảm kinh tế gần đây do cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Cùng với đó, Trung Quốc được cho là có nhiều biểu hiện ưu đãi bất đối xứng cho các tập đoàn điện tử trong nước, đặc biệt là các đại gia công nghệ của nước này là Alibaba, Huawei. Trong khi đó, Việt Nam đang nổi lên như một quốc gia có nhiều lợi thế, lao động tay nghề cao nhưng giá rẻ. Đất lành, chim đậu, sự vươn mình của Việt Nam đang khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục. Làm gì để Việt Nam có thể trở thành trung tâm sản xuất mới của thế giới trong thời gian tới? Đây là vấn đề khiến những người đứng đầu tàu của Việt Nam phải nhức nhối dài dài. May thay, Việt Nam đã sớm đón đầu được đợt sóng đầu tư này và đã cải thiện các dự án hạ tầng trọng điểm như những tuyến đường cao tốc mới, mở rộng các cảng biển và sân bay. Dù còn đó những thách thức, chúng ta nhất định sẽ vươn lên bằng chính thực lực và chứng minh cho cả thế giới thấy Việt Nam sẽ không bao giờ bị khuất phục hay giơ tay đầu hàng trước bất kỳ thế lực nào. Các bạn ơi, đến đây thì mình phải nói lời chào tạm biệt để chúng ta khép lại video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi và đừng quên đồng hành cùng với Việt Nam Stronger nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!